Ô Việt và Thu Trang xin kính chào quý vị khán giả đã đến với TV Shopping. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây thì cụm từ detox giảm cân hẳn là không còn xa lạ với chúng ta nữa rồi đúng không ạ? Chúng được phái đẹp tìm kiếm và sử dụng rất nhiều và được cho là một trong những giải pháp đẹp dáng sáng giả. Và hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng detox giảm cân khác nhau. Vậy lựa chọn sản phẩm nào mang tới hiệu quả cao và an toàn cho cơ thể? Thì ngày hôm nay chúng tôi xin phép được đưa ra một gợi ý cho các bạn, chính là đây ạ. Sản phẩm detox vàng nho giảm cân, sản phẩm giúp hỗ trợ giảm cân đang được rất nhiều các chị em săn lùng cho những phản hồi rất tích cực đó ạ. Vâng thưa quý vị, detox vàng nho giảm cân của chúng ta thì được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên nên là cực kỳ an toàn quý vị nhé. Một số các thành phần chính phải kể tới như là bột trà, bột cốt nho, đường ăn kiêng, chè vàng, lá sen, tinh bưởi, sơn trà, toàn là những thành phần tốt cho việc giảm cân thôi thưa quý vị. Vâng, đầu tiên chúng ta có lẽ phải kể tới đó chính là tinh dầu bưởi. Đối với người thừa cân béo phì, bưởi có tác dụng làm tiêu tan lượng mỡ dư thừa trong cơ thể. Bởi vậy được các chị em sử dụng làm bí quyết giảm cân hàng đầu. Hơn nữa, chiết xuất bưởi còn có hiệu quả gấp nhiều lần bưởi thông thường vì nó đã được tách các tạp chất không có lợi rồi ạ. Vâng, còn đối với lá sen thì sao ạ? Theo đông y thì lá sen chứa các thành phần như là chất xơ và vitamin, làm giảm lượng cholesterol nhanh chóng, giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa dưới da. Và nhờ đặc tính đó mà lá sen trở thành cây thuốc nam giúp giảm cân hiệu quả, an toàn, dễ sử dụng và giúp cho chị em phụ nữ lấy lại vóc dáng sau khi sinh như mong ước. Ngoài ra thì lá sen còn rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe khác như là chữa mất ngủ, đau mắt hay là mất nước nữa thưa quý vị. Vâng, còn sơn trà thì sao ạ? Sơn trà có thể thúc đẩy đường ruột nhu động, là lựa chọn tốt nhất để bồi bổ dạ dày hay là tiêu hóa. Còn đường ăn kiêng thì sao ạ? Gần như không chứa calo luôn ạ. Đồng thời với cơ chế không hấp thụ vào cơ thể nên đã trở thành một giải pháp hoàn hảo để thay thế đường mía, tạo vị ngọt đậm đà cho vị giác. Rất chính xác thưa quý vị, sản phẩm detox vang nho là sự kết hợp của những thảo mộc giảm cân tinh túy nhất như là lá sen, chè vàng, sơn trà, mix cùng với bột cốt nho thơm ngon, dễ uống mà lại giảm cân vô cùng an toàn. Thực sự phải nói với quý vị đó là detox giảm cân này giống như một loại gia vị đáng yêu trong thực đơn hàng ngày mà các chị em phụ nữ có thể tham khảo bổ sung ạ. Detox vang nho giảm cân giúp tạo cảm giác no lâu, ngăn cản sự thèm ăn, giảm hấp thu chất béo và còn giúp đẹp da, giảm độc tố, giảm hàm lượng cholesterol trong máu và từ đó thì sẽ làm tăng tỷ lệ trao đổi chất, khiến cho cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn, hỗ trợ quá trình giảm cân vô cùng hiệu quả. Vâng, chỉ với một gói detox vang nho này, sử dụng hàng ngày vào mỗi sáng trước khi ăn khoảng 30 phút là bạn đã có thể sở hữu một thân hình thon gọn mà không cần kiêng khem khắt khe và tập luyện vất vả rồi. Tuy nhiên để mang lại hiệu quả, chúng ta cần phải luyện tập điều độ và uống nhiều nước quý vị nha. Vâng, đặc biệt là công ty Kelly Detox đang có chương trình khuyến mãi. Khi mua một hộp detox vang nho giảm cân có giá là 450.000 đồng thì quý vị sẽ được tặng ngay một set lẻ trị giá 100.000 đồng. Quá tuyệt vời phải không ạ? Vậy thì quý vị còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay đặt hàng ngay để nhận được những ưu đãi vô cùng hấp dẫn này thưa quý vị. Chúc quý vị sẽ sớm sở hữu được vóc dáng như ý cùng với sản phẩm detox vang nho của chúng tôi ạ. Rất tiếc khi mà đến đây thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.